Giữa sông mà đẩy cái chưa được nữa nữa cần nữa các bạn. Wow. Quá khứ các bạn ơi, quá khứ cái cần này. Cho con gạo làm pháo ơi. Múc gạo thả xuống làm cái pháo nổ cái đi. Xin chú Cường một viên pháo đại nha các bạn. Pháo đại luôn nè. Trường các bạn ơi. Quá khứ rồi. Hôm nay mình chạy lại xíu. Con này là không kiền chân luôn nha các bạn. Quá đỉnh nè các bạn ơi. Kỹ sư nước ngoài thấy còn đau đầu nữa các bạn. Lần sau là thoải mái luôn các bạn ơi. Các bạn thấy ghê chưa? Quá khứ cái cần rồi. Đang test gạo bạn. Độ vậy á, kỹ sư nước ngoài thấy nó đau đầu luôn. Đau đầu luôn. Đau đầu với kỹ sư Việt Nam mình này. Để mình bước xuống dưới nha bạn. Chưa đặt máy luôn hả? Chưa. Cái này là cái chỗ mình để chứ, xe chở đất phải không? Chở xe chở đất cái nào xe. Đó, bạn ghê không? Xe chở đất để này luôn các bạn. Chỗ nào cần trả đất vô phía trong đó thì mình bỏ vô luôn đó, đưa xe đem theo là làm chắc cú.
có dằn tạ đít nha bạn, có dằn tạ đít đây nè, còn cái zin nó tới đây thôi. Cái này dặn tả đít thêm phải không chú Trường? Không, cái này của nó ghim có nhiêu thôi. Cái này mình dặn đá hả, nước gì đây vậy? Đá động này mình nãy, còn bên đây là dặn mình khi mà thiếu lực mình bỏ thêm. À. Dặn càng dài là phải bỏ thêm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là chú Trường có trừ hao hết rồi nha các bạn. Làm đâu đó tính toán hết trơn rồi. Và cái này là để bỏ thêm. Cần dài á thì mình bỏ thêm nha. Thiếu nhớt nha bạn, tại mới ấy nè. Bây giờ đổ nhớt thủy lực vô thêm. Phía này mình quay cũng hơi chói mặt trời các bạn. Quá dữ rồi. Ngày mai mình sẽ đi quay test cho các bạn xem nha các bạn. Test chính thức luôn. Mời cái chỗ đó vô khoảng nhiêu mét đó chú Trường? Dạ. Chiều sâu vô khoảng nhiêu mét? Sao? Cái chỗ múc mời á. Múc mời cái chỗ nó cũng xa ta. Mười mấy mét không? Ừ. Đó. Thông tin là mười mấy mét nha các bạn. Đổ vô, đổ dầu vô. Thiếu hả? Nó vô ống quá dài á. Ống mình dài nó phải thiếu rồi. Không ngay cái chỗ đó là chạy nó tiểu bơm lên. Nó không đủ ha, không đủ bơm lên. Suzu các bạn, máy zin luôn, máy zin. Máy zin, bơm zin luôn, máy chạy rất là phê các bạn. Để móp chỗ này, chỗ cái nước. Tại bugi các bạn ơi, đá chân cút cái chân luôn rồi, thật quét rồi, có 20 mét chân nhiều, trời ơi trời. À, giữa sông các bạn, đẩy cái mà ghê. Yếu là không dám đi các bạn ơi, tài xế cứng mới dám chạy thôi. Trời ơi bắt rồi. Vậy là ok đó các bạn, chỉ dặn thêm mớ tạ vế sau là ok đó. Rồi video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc các bạn. Các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.